chương 21 Bị hỏa linh bảo vệ bảo rương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thời gian cực nhanh, một đêm trôi qua rất nhanh Sáng sớm, tô dạ liền đem tô thiến nhi cùng lâm nghiên hề hô lên Ba người tùy ý ăn chút gì điền đầy bụng Liền rời đi tối hôm qua nghỉ ngơi phòng làm việc Xí liệt là một phần tử hiếu chiến Tối hôm qua cũng không có vẫn nghỉ ngơi Mà là tại phụ cận bay tới bay lui đánh chết không ít ở phụ cận du đảng quái vật. Giờ khắc này ở tô giả ra mệnh lệnh, người này trở lại tại chỗ, mang theo tô giả ba người, bay lên trời. Bắt giáo khu chiếm diện tích không thể so nam giáo khu tiểu, tô giả mơ hồ còn nhớ rõ, đời trước từng có người đang nơi đây đã từng một món không phải bảo vật. Mình cũng tới bên này thử thời vận, nếu như may mắn, có thể có thể đụng với. Không trung, sĩ liệt nhanh chóng xẹt qua. Cùng phong gào thét, Trải qua mấy lần tôi luyện, Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề đã chậm rãi thích ứng ngồi ở xí liệt trên lưng cảm giác. Tuy là còn có thể sợ, nhưng ít ra, sẽ không lại giống như phía trước giống nhau, ông chặt tô giả cánh tay không dám buông tay. Một đường bay nhanh, vài đôi ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới giáo khu. Làm bay đến bắt giáo khu số 3 nhà ăn bầu trời thời điểm, ba người ngồi xuống xí liệt bỗng nhiên phì mũi ra một hơi. Cánh vừa thu lại, mang theo ba người rơi xuống từ trên không. Tô dạ mày nhăn lại, hắn biết, sĩ liệt nhất định là phát hiện cái gì. Người này dù sao cũng là thập giai binh chủng, cảm giác lực phi thường. Rơi xuống từ trên không phía sau, tô dạ nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ở số ba phòng ăn dùng cơm trong đại sảnh phát hiện đầu mối. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy chục con kỳ quái sinh vật. Vì sao nói kỳ quái đâu? Bởi vì những sinh vật này cũng không phải động vật, cũng không phải thực vật, mà là một đoàn đoàn phiêu phụ ở giữa không trung ngọn lửa. Cao hơn nửa người, cháy hừng hực lấy, lúc này đang dùng bữa ăn đại sảnh du đảng. Mà ở những thứ này ngọn lửa phía sau, cũng chính là dùng cơm đại sảnh bên trong cùng, để một cái bảo rương. Thể tích không lớn, nhưng tạo hình hoa lệ, khiến người ta nhìn một cái thì có một loại nhìn không được muốn mở ra xung động. Lão ca, bên kia. Dường như có một cái cái rương. Tô Thiến Nhi cũng nhìn thấy bảo rương chỗ, lúc này chỉ vào bên kia nói. Tô Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy. Lĩnh chủ thời đại hàng lâm sau đó, giả ngoài không chỉ biết đổi mới ra nơi dừng chân, bí cảnh, bảo tàng, đồng thời cũng sẽ đổi mới ra bảo rương. Mở ra bảo rương, có thể từ đó thu được tài nguyên, trang bị, binh chủng, thậm chí là một ít hy hữu bảo vật. Lúc này phát hiện như vậy một cái bảo rương, Tô Dạ đương nhiên sẽ không thả qua. Chỉ là, cái hòm báu này đang bị phía dưới những cái này ngọn lửa bảo vệ, muốn mở ra, sợ là có chút khó khăn. Nghĩ, tô giả hướng về phía phía dưới du đã ngọn lửa ném ra một cái dò xét kỹ năng. Hỏa linh, đẳng cấp. Tàm dài đẳng cấp. 1 HP, 10.000 công kích. 750 phòng ngự. 100 tốc độ. 110 kỹ năng. Hỏa cầu thuật. Hướng về phía mục tiêu ném ra hỏa cầu, tạo thành đại lượng thương tổn, hỏa cầu biết chút thiêu bị đánh trúng có thể đốt vật. Viêm bạo Chịu đến uy hiếp trí mạng phía sau, hỏa linh sẽ đem trong cơ thể mình hỏa chi kết tinh làm nổ, đối với phụ cận địch nhân tạo thành lượng lớn thương tổn. Miêu tả Một loại từ trong hỏa diễm đảng sanh thần kỳ sinh vật, sở hữu cực mạnh lãnh địa ý thức, một ngày có dị tộc tới gần bọn họ lĩnh, hỏa linh nhóm sẽ không chút do dự phát động công kích. Nhìn lướt qua thuộc tính, điển hình pháp thuật quái, công kích tạc cao, sinh mệnh, phòng ngự cùng tốc độ thiên đê. Bất quá đối với tô dạ mà nói, độ khó không lớn. Vỗ vỗ nóng rực cánh. Giao cho ngươi. Xí liệt hội ý, lay động tứ chi đi về phía trước đi. Dùng cơm đại sảnh không gian quá nhỏ, cũng không thích hợp phi hành, cho nên nó chỉ có thể bò vào đi. Mới vừa gia nhập dùng cơm đại sảnh, xí liệt liền bị những hỏa linh kia công kích từng cái apple lớn nhỏ hỏa cầu hướng phía xí liệt bay tới rơi vào nó hỏa màu đỏ trên lân phiến phát sinh phốc 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 tiếng nổ hỏa cầu tuy là dày đặc nhưng cũng không thể thương tổn đến xí liệt mảy may nói đùa nhân gia nhưng là hỏa diễm cự long bình thường đều có thể ở trong nham tương tắm cái loại này chỉ những thứ này cái tiểu hỏa cầu muốn xúc phạm tới nó đó không phải là chê cười sao hỏa linh nhóm phát động công kích khiến cho xí liệt một ít khó chịu vung lên móng vuốt liền phách. Ba kỷ một cái, ba kỹ lại một cái. Mấy giây ngắn ngủi, liền có mười mấy hỏa linh chết ở nó lợi trảo phía dưới. Lần này, giống như là chọc tổ ông vào vẽ một dạng, bốn phía tất cả hỏa linh tự như nổi điên, hướng phía xí liệt bay đi. Đồng thời đang đến gần nóng rực thời điểm, không chút do dự mở ra viêm bạo. Không có biện pháp, xí liệt cho uy hiếp của bọn nó thật sự là quá tốt đẹp lớn chúng nó chỉ có đi qua loại này từ sát thức công kích, nhìn có hay không có thể đem xí liệt giết chết. Nhưng mà, cũng không thể. Đang không ngừng nổ lên dưới ánh lửa, xí liệt đánh trắm không có, ngược lại thì cái này dùng cơm đại sảnh, bị tạc lung lay sắp đổ, bụi đất tung bay. Hỏa linh nhóm tre và măng mọc phát động viêm bạo, động tĩnh không nhỏ, thanh âm truyền đi thật xa. Ở cách số 3 nhà ăn trăm mét ra ngoài một cái nhà giáo học lâu bên trong hơn 10 đạo ăn mặc trang bị bóng người đang ở nơi này săn giết quái vật. Lúc này, bọn họ nghe được số 3 nhà ăn phương hướng truyền ra động tỉnh, nhất tề ngừng động tác trong tay. Ngoà tàu, nhà ăn bên kia dường như đã xảy ra chuyện, một gã người xuyên bị giáp, cầm trong tay trường cung nam sinh nói. Hắn gọi nghiêm chính, giết chết dị tộc phía sau, chuyển chức trở thành một gã cung tiễn thủ. Lời này vừa ra, lập tức đem mặt khác mười mấy người hấp dẫn qua đây. Vậy còn chờ gì, nhanh đi về a à, nếu như bảo rương ra vấn đề nói cái kia nỗ lực của chúng ta khả năng liền hoàn toàn uống phí một gã khác nam sinh nói thoại âm rơi xuống giữa sân mọi người đều xem về phía sau một trung niên nhân Dương Kiến Bình nguyên hán nam đại học một gã giáo viên thể dục hắn có thể nói là hán nam đại học nhóm đầu tiên trở thành chuyển chức người nhân loại bản thân là giáo viên thể dục lại có một ít căn bản võ công ở mặt thế đã tới phía sau dưới sự trùng hợp giết chết một đầu Gobin, tiến tới chuyển chức thành một gã kỵ sĩ. Sau đó vài ngày, hắn lại đánh chết không ít quái vật, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Bên người cũng hội tụ không ít bị hắn cứu được sư phụ sinh. Bởi vì thực lực cường đại, cho nên hắn nghiễm nhiên đã trở thành cái này người sống sót trong tiểu đội lão đại. Dương Kiến Bình chỉ do dự chỉ chốc lát, nắm chặt quả đấm, đã quyết định. Đi theo ta, lập tức trở lại. Nói, liền sải bước hướng phía dưới lầu chạy đi. Những người khác cũng không chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 SS cấp đạo cụ Thiên sứ thần tượng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Số ba nhà ăn có một cái bảo rương sự tình, Dương Kiến Bình biết. Không chỉ có hắn biết, phía sau hắn hơn 10 người sư sinh đều biết. Một ngày trước, bọn họ đi số 3 nhà ăn tìm ăn thời điểm, một lần tình cờ phát hiện cái hòm báo này. Dương Kiến Bình là hưởng qua bảo rương diệu dụng. Hắn có thể trong thời gian thật ngắn trở nên so với những người khác càng cường đại, có thể không phải chỉ cần bởi vì hắn là giáo viên thể dục, thân thể cường tráng, có căn bản võ công. Kỳ thực là trọng yếu hơn là hắn ở mạc thế đã tới ngày đầu tiên mở ra một cái bảo rương. Từ trong hòm báo thu được một cái cường lực kỹ năng lúc này mới trong vòng thời gian ngắn quả cầu tuyết, đến rồi hôm nay tình trạng. Phát hiện số 3 phòng ăn bảo rương phía sau, Dương Kiến Bình không nói hai lời, liền tổ chức dưới tay mình nhiều. Thế này người, chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt bảo rương. Nhưng vì vậy bị hỏa linh nhóm phản kháng. Chỉ cần một bước vào dùng cơm đại sảnh phạm vi, bọn họ sẽ gặp chịu đến hỏa linh nhóm mãnh liệt tiến công. Ở thử hơn 10 lần, bỏ ra ba cái thầy trò sinh mệnh phía sau dương kiến bình không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm thời buông tha cướp đoạt bảo rương. mấy người vừa thương lượng quyết định đi trước dết quái các loại chờ thực lực tăng lên không sai biệt lắm sau đó mới phản hồi nơi đây vì vậy lúc này mới có mười mấy người tại giáo học lâu dết quái đến tiếp sau mà bây giờ số ba nhà ăn phương hướng lại truyền đến như vậy động tĩnh, không khỏi khiến cho dương kiến bình một ít ngoài ý muốn lẽ nào là có ngoại trừ bọn họ ra những người khác, phát hiện bảo rương tồn tại, đồng thời đang ở cướp đoạt bảo rương sao. Không kịp nghĩ nhiều, một nhóm mười mấy người tốc độ phi khoái, hướng phía số ba nhà ăn chạy như bay. Cùng lúc đó, số ba nhà ăn. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một đầu hỏa linh cũng đã tự hủy diệt. Trái lại xí liệt, đánh trắm không có. Người này ưu tai du tai đi tới dùng cơm đại sảnh bên trong cùng, đem cái kia bảo rương cắn lấy trong miệng sau đó trở lại tô dạ ba người chỗ ở trên đất trống đem trong miệng bảo rương buông tô dạ trước mặt phốc 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 mũi phì phì bắt đầu tranh công tô dạ vỗ vỗ nó đầu lớn làm rất tốt dứt lời liền đem ánh mắt nhìn về phía trước người bảo rương bảo rương cũng có cao thấp sang hèn chi phân càng cao cấp hơn bảo rương khai ra hy hữu đạo cụ tỷ lệ lại càng lớn từ thấp đến cao chia ra làm bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, màu cam, màu đỏ sáu cái đẳng cấp. Phán đoán bảo rương là đẳng cấp gì, chủ yếu là xem bảo rương tản mát ra quan mang. Trước mắt cái này, biểu hiện ra có một tầng nhàn nhạt màu cam quan mang, phải là màu cam bảo rương không thể nghi ngờ. Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề hiển nhiên đã cùng trước mắt bảo rương hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này thúc giục tô dạ mau đánh mở nhìn tô dạ cũng không hàm hồ, thuần thục đem bảo rương khóa cái cò súng mở. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở ra màu cam bảo rương, thu được cấp tài nguyên bao, tiền 20.000, SS cấp đạo cụ thiên sứ thần tượng. Nghe được thanh âm nhắc nhở, tô dạ lông mày châu bắt đầu, ngày sau đó hai mắt tỏa sáng. SS cấp đạo cụ. Thiên sứ thần tượng. Chẳng lẽ là... Liên tưởng đến đời trước kháng nam thành phố một cái lãnh địa kỳ dị kiến trúc, tô dạ trong lòng không khỏi tuôn ra một hồi mừng như điên. Vội vã từ trong hầm báo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thiên sứ thần tượng, tự không biết tên tài liệu điêu khắc mà thành. Thiên sứ thần tượng, công dụng. Sở hữu nên đạo cụ, có ở lãnh địa chỉ định vị trí tu kiến một tòa thiên sứ thần tượng, thần tượng có thể cung cấp một cái bán kính 500m trị liệu lĩnh vực, ở vào nên bên trong lĩnh vực binh chủng thương thế tốc độ khôi phục, thể lực tốc độ khôi phục tăng 50%. Chứng kiến thiên sứ thần tượng miêu tả phía sau, tô già kềm nén không được nửa vui sướng trong lòng. Dĩ nhiên thực sự bắt vào tay, quá may mắn. Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề bị tô già phản ứng làm một ít mộng bức. Không biết người này không có việc gì vui vẻ cái gì, không phải chính là một cái tạo hình đẹp mắt một chút thiên sứ điêu khắc sao. Hiện tại cũng cơ mờ nờ mạc thế, thứ này ngoài trừ đẹp mắt một chút bên ngoài, dường như cũng không có cái gì khác tác dụng a. À. Thế nhưng, thực sự là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải. Thiên sứ thần tượng, những người khác có thể sẽ không hiểu nó dịu dụng, nhưng tô dạ sẽ không không minh bạch. Đời trước, thứ này bị hán Nam Đại học phụ cận một cái lãnh địa lĩnh chủ đạt được. Đưa nó đặt ở trong lãnh địa. Từ đây, cái này lãnh địa ngưu bức, chiến đấu bị thương binh chủng chỉ cần vừa về tới lãnh địa liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng thể lực cái này rút ngắn rất nhiều binh chủng giữ gìn tỉnh dưỡng thời gian tưởng tượng một chút a binh đoàn cùng binh đoàn chiến đấu song phương thực lực lực lượng ngang nhau một phen đại chiến phía sau song phương tạm thời hưu chiến a binh đoàn sẽ tới lãnh địa tiến nhập thiên sứ thần tượng trị liệu lĩnh vực thương thế trên người cùng với thể lực nhanh chóng khôi phục khôi phục hết toàn hậu A binh đoàn lần nữa xuất kích. Mà binh đoàn vẫn còn ở vào tỉnh dưỡng giai đoạn. Mảnh công phía dưới, B binh đoàn khẳng định chắc chắn. Thất bại. Thiên sứ thần tượng, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Tô giả đi tới Bắc giáo khu, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân chính là muốn có được thứ này. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải, không thể không nói, đây là bị nữ thần may mắn quan tâm nữa à. Giữa lúc tô giả mừng rỡ lúc, một bên sĩ liệt dường như phát hiện cái gì, xoay người hướng phía ba người phía sau nhìn lại. Đồng thời, một giọng nói từ cái hướng kia truyền đến. Buông ra cái kia bảo rương. Tô giả nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đạo nhân ảnh, đang hướng phía bên này chạy tới. Những người này đều mặc chuyển chiếc giả mới có trang bị, xem ra chắc là háng năm sinh viên đại học cùng lão sư. Thời khắc này người đến, chính là Dương Kiến Bình đám người. Bọn họ từ giết quái giáo học lâu đuổi về tới đây, liếc mắt liền thấy được Tô Dạ đám người cùng với đặt ba người trước mặt đã bị mở ra bảo rương. Dương Kiến Bình không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là xảy ra, hắn phát hiện bảo rương lại bị người khác nhanh chân đến trước. "Các ngươi là ai? Cái hòm báu này là chúng ta phát hiện trước, mau đưa trong hòm báu đồ vật trả cho chúng ta." Nghiêm chính hướng về phía Tô Dạ đám người hô. "Nói đùa, vì cái hòm báu này" bọn họ bỏ ra ba cái sinh mệnh bây giờ lại bị người khác mở ra làm sao có thể nhẫn còn lại vài tên học sinh cũng đều tức giận bất bình duy chỉ có dương kiến bình hắn nhìn về phía chính là tô dạ bên cạnh xí liệt đây là một đầu cự long a cùng bên kia ba người kia khoảng cách gần như vậy đứng cũng không phát động công kích không khó coi ra ba người này cùng đầu kia cự long là một phe tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 23 Tô dạ Ra tay với ta, liền phải trả giá thật lớn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn âm ý nghiêm chính đám người, tô dạ chân mày cau lại, nhàn nhạt nói câu. Ta thấy được bản đồ thế giới, ta có thể nói thế giới này là của ta sao? Nói đùa, bảo rương đổi mới ở giả ngoại, vốn là vật vô chủ, người nào bắt được chính là của người đó. Các ngươi há mồm ngậm miệng đã nói cái này bảo rương là của các ngươi, cũng quá không có đạo lý a. À. Nghiêm Chính bị Tô Dạ đổi cạn lời không trả lời được, nhẫm tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói. Phản chính là chúng ta phát hiện trước, đồ vật bên trong, ngươi phải trả cho chúng ta, đúng hay không Dương lão sư, ngươi cho cầm một chủ ý a. À. Nói, Nghiêm Chính nhìn về phía sau lưng Dương Kiến Bình. Hắn là cái này người sống sót tiểu đội lão đại, thực lực cũng tối cường lúc này tự nhiên là cần hắn tới tỏ thái độ những thứ khác hơn 10 người sư sinh cũng đều nhìn về phía dương kiến bình chờ đấy câu trả lời của hắn dương kiến bình một ít không nắm chắc được tô dạ bên người tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề hoàn hảo nhìn một cái chính là người thường có thể tô dạ thực lực của hắn liền dương kiến bình đều nhìn không thấu còn có cái kia màu lửa đỏ cự lông nhìn một cái thì không phải là dễ trêu dưới loại tình huống này chính mình có thể như thế nào cho phải suy nghĩ một chút dương kiến bình ho nhẹ một tiếng tiến lên mấy bước nhìn về phía tô già Vì tiểu ca này cái này bảo dương đúng là chúng ta ngày hôm qua phát hiện làm gì được thực lực không đủ cho nên dương kiến bình lời còn chưa nói hết liền bị tô già cắt đứt thứ tốt từ trước đến nay đều là người tài có được ngươi thân là một cái lão sư cũng sẽ không không hiểu đạo lý này a à. nói tô giả hé mắt kỳ thực hắn đối với cái này dương lão sư một ít ấn tượng tên đầy đủ không biết nhưng đời trước người này hình như là hán nam đại học phụ cận một cái lãnh địa lĩnh chủ quan trọng nhất là tô dạ từ trong hòm báo mở ra thiên sứ thần tượng kỳ thực chính là cái này dương lão sư lãnh địa đồ đạc nói cách khác nếu như tô dạ không tới đây bên trong như vậy dương kiến bình còn có thể cùng đời trước giống nhau đạt được thiên sứ thần tượng đồng thời trở thành lĩnh chủ thế nhưng đời này tô dạ đến nơi này đồng thời thiên sứ thần tượng cũng đến rồi trong tay của hắn cái kia lịch sử sẽ bị sửa còn như trả lại ha hả khả năng sao dương kiến bình cũng không còn nghĩ đến tô dạ như vậy cường thế liền có chút bất đắc dĩ hắn biết cái kia bảo dương khẳng định khai ra một ít trân quý đạo cụ chỉ là tô dạ cho thấy thực lực hắn sợ là ứng phó không được nếu là như vậy cái kia bảo dương sự tình chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể thôi. Ở bảo vật cùng tính mệnh hai lựa chọn bên trong, Dương Kiến Bình lựa chọn rất sáng suốt tính mệnh. Đạo lý là đạo lý này, nếu bảo rương bị tiểu ca cầm đi, vậy cũng chỉ có thể quái chúng ta cùng bảo rương vô duyên. Dương Kiến Bình thở dài nói. Lời này vừa ra, Dương Kiến Bình bên cạnh nghiêm chính đám người trong nháy mắt liền nóng nảy. Dương Lão Sư, cái hòm báu này rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, tại sao phải nhường cho người này? chính là A Dương Lão Sư, ngươi cũng đừng quên, chúng ta vì cái này bảo rương, bỏ ra ba cái tính mệnh. Chúng đoàn người tình xúc động, hận không thể lập tức tiến lên đem tô giả bảo vật trong tay cướp về. Mà tô giả ba người, nhìn về phía trước họ hét ầm ỉ một mạng, cũng không có muốn lưu lại xem trò vui ý tứ. Bắt chuyện sĩ liệt, chuẩn bị ly khai. Một màn này rơi xuống nghiêm chính trong mắt, khiến cho hắn khẩn trương. Thật nếu để cho tô giả ly khai, cái kia bảo rương, thật có thể với hắn vô duyên. Nghĩ đến đây, nghiêm chính cắn răng, gỡ xuống chính mình trường cung, rút ra tên, nhắm ngay chuẩn bị rời đi tô dạ. Hỗn đảng, người quá không giảng lý. Dương Kiến Bình nhìn thấy nghiêm chính xuất thủ, đang muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Hư một tiếng, nghiêm chính trong tay tên hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng tô dạ lưng. Nghe được phía sau truyền ra động tĩnh, tô dạ nhướng mày, thân thể tránh ra bên cạnh, tay phải hướng không trung một trảo. Cái này nghiêm chính ra tên, liền bị hắn nắm trong tay. Một màn này rơi xuống dương kiến bình, nghiêm chính đám người trong mắt, để cho bọn họ nhất tề nhẫm ở. Tay không bắt tên. Đây là người làm sự tình. Nghiêm chính nhưng là trong chi đội ngũ này số hai cường giả, không nghĩ tới hắn công kích lại bị tô dạ như vậy nhẹ nhàng bân quơ hóa giải, cái này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ dương kiến bình càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vã hướng về phía tô dạ xin lỗi vị tiểu ca này xin lỗi là đệ tử của ta quá xung động xin không cần lời còn chưa nói hết tô dạ bắt lại đuôi tên dùng sức vung hưu tên hóa thành một đạo lưu quang thổi phù một tiếng đâm vào nghiêm chính lòng ngực a à. nghiêm chính phát sinh một tiếng đau kêu thân thể ba kỷ một tiếng ngã xuống đất tiên huyết theo vết thương không ngừng chảy ra nhiễm đỏ dưới thân mặt đất. Dám can đảm ra tay với ta, đây chính là đại giới. Dứt lời, tô giả quét dương kiến bình đám người liếc mắt, mang theo tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề leo lên nóng rực bối. Sĩ liệt hướng về phía dương kiến bình đám người phát sinh một tiếng long ngâm, hai cánh chấn động, bay lên trời, bay đi. Ở lại nguyên địa dương kiến bình đám người sắc mặt trở nên trắng. Mới vừa rồi bị sĩ liệt vừa hô, trái tim đến bây giờ còn ung ung nhảy không ngừng. Tô già dạ sau khi rời đi, Dương Kiến Bình đám người cái này mới phản ứng được, ngồi sổng người xuống kiểm tra nghiêm chính thương thế. Người này nên đã hôn mê, hít vào nhiều thở ra ít, một bộ muốn ở ra trắm bộ dạng. Kiến Bình, làm sao bây giờ? Trong đội ngũ một gã khác tuổi tác và Dương Kiến Bình sắp xỉ nam lão sư hỏi. Dương Kiến Bình thở dài một tiếng. Tự nhận xui xẻo, chúng ta không phải người nào đối thủ, nhanh, mục sư cho nghiêm chính trị liệu một cái. Bên kia, tô giả đám người cử xí liệt, đã ly khai bắt giáo khu phạm vi. Xí liệt trên lưng, tô thiến nhi nhìn càng lúc càng xa hán nam đại học, trong mắt thần tình một ít phức tạp. Lão ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngồi ở đằng trước tô giả suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Về nhà đi. Tô giả ly khai lãnh địa đã gần hai ngày một đêm, mặc dù có Evelyn bảo vệ toàn bộ lãnh địa, nhưng tô dạ còn không làm sao yên tâm vẫn là sớm đi trở về tốt, sẽ đem phụ cận bí cảnh đều đánh xuống, rất nhanh huấn luyện được đại quy mô quân đội. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Mơ ước tử sắc bí cảnh ải nhân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Kế tiếp nửa ngày, tô dạ ba người cử sĩ liệt ở Hán Nam thành phố xoay tròn non nửa quay vòng, lại mở ra ba cái bảo rương. Bất quá đẳng cấp cũng không cao, lấy được đều là chút tài nguyên a, à, tiền các loại đồ đạc. Duy nhất đáng nhắc tới đúng là chiếm được một cây pháp trượng. Băng Sương Chi Nộ. Từ băng tuyết tộc chế tạo ra pháp trượng, vốn có cực mạnh uy lực, có thể gia tăng băng hệ ma pháp 50% uy lực. Pháp trượng, danh như ý nghĩa là cung cấp cho pháp sư vũ khí. Tô Dạ là chiến sĩ, tự nhiên là không dùng được. Còn như Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nghiên hệ, hai người còn chưa chuyển chức liền chức nghiệp cũng không có, cái này pháp trượng đến trong tay các nàng, cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Tùy ý ở hán nam thành phố các đại thương trường cầm chút vật tư sau đó, ba người cưỡi xí liệt, hướng phía hán nam thành phố bên ngoài bay đi. Tô Thiến Nhi liền tô dạ duy nhất một cái thân nhân, hiện tại tự nhiên là muốn đi theo hắn cùng nhau. Còn như Lâm Nhiên Hề, nàng cũng không phải hán nam thành phố người địa phương, mà là đến từ cùng hán nam thành phố lân cận hán châu thành phố khoảng cách rất xa tuy là nha đầu kia rất muốn trở về nhưng tình huống hiện tại nghiêm trọng nàng một cái cô gái yếu đuối liên chuyển chức giả cũng không tính càng không có tùy thân quân đội trở về chỉ có một kết quả ở tô thiến nhi giảng giải phía dưới không thể làm gì khác hơn là buông tha về nhà ý niệm trong đầu đồng thời quyết định cùng tô già trở về lãnh địa hảo hảo tăng thực lực lên đợi thực lực đầy đủ tự bảo vệ mình lúc lại trở về trở về hán châu đối với lần này, Tô Dạ không có gì ý kiến. Dù sao cũng là muội muội mình khuê mật, có thể chiếu cố cho liền chiếu cố cho A. À. Xí liệt tốc độ không chậm, hao tốn gần sau một tiếng, liền dẫn Tô Dạ ba người thành công đạt đến đến tinh vực trên lãnh địa không. Lúc này đã hoàng hôn vô cùng, ánh nắng chiều rơi đại địa, cho tinh vực lãnh địa mang đến một loại kiểu khác phen kinh. Từ không trung bao quát lãnh địa, Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề đều sợ ngay người. Cái loại này chỉ tồn tại ở trong game thành trì, dĩ nhiên chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, sĩ liệt đã rơi xuống trong lãnh địa trên đất trống. Evelyn đã sớm nhận thấy được tô già dạ trở về, lúc này đang ở không trên đất chờ lấy. Xuống đây đi, nơi đây, chính là các ngươi sau này ra. Tô dạ hô. Tô thiến nhi cùng lâm nhiên hệ cái này mới phản ứng được, từ sĩ liệt trên lưng nhảy xuống, đứng ở tô dạ bên cạnh khi nhìn thấy Evelyn lúc hai cái tiểu nha đầu lại là một hồi kinh ngạc. trời ạ, à, đây chính là trong truyền thuyết tinh linh ô. đầy lỗ tai, thoạt nhìn thật thần kỳ. tô dạ nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ Evelyn, tô Thiến Nhi, Lâm Nhiên Hề ba người ho nhẹ một tiếng. giới thiệu một chút, vị này chính là Evelyn, tinh linh xạ thủ, lãnh địa một thành viên. nói, tô dạ lại chỉ hướng tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề đây là ta muội muội Tô Thiến Nhi, còn có bạn tốt của nàng, Lâm nghiêng Hề. Có Tô Dạ giới thiệu, ba người xem như là biết, lẫn nhau chào hỏi phía sau, Tô Dạ lúc này mới hỏi Evelyn chính mình đi rồi lãnh địa tình huống. Nghe được Tô Dạ hỏi cái này, Evelyn chân mày cau lại. Tình huống có điểm phức tạp, ngươi nghe ta từ từ nói. Nhìn Evelyn vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, Tô Dạ một ít ngoại ý muốn, chẳng lẽ chính mình ly khai hai ngày này, lãnh địa thực sự xảy ra vấn đề có thể nhìn không quá giống a à, tường thành gì gì đó hết thảy đều hoàn hảo mấy người đang lĩnh chủ đại sảnh bàn hội nghị hai bên ngồi xuống evelyn lúc này mới nói liên tục nói lên toàn bộ chuyện đã xảy ra thì ra a à, ra vấn đề cũng không phải là lãnh địa bản thân mà là lãnh địa hậu phương tử sát bí cảnh tô già sau khi rời đi một ngày tự sát bí cảnh liền bị phụ cận một cái ải nhân lãnh địa phát hiện bọn họ coi trọng tử sắc bí cảnh tài nguyên. Evelyn biết được cái tình huống này phía sau, liền đi cùng các ải nhân can thiệp. Kết quả đám kia cùng vọng tên dĩ nhiên nói Tô Dạ không xứng sở hữu cái này tử sắc lãnh địa. Đồng thời cho Evelyn hai lựa chọn, hoặc là chấp tay đem tử sắc doanh địa nhường cho bọn họ, hoặc là chờ đấy bọn họ đến đây đánh. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tô Dạ một ít không nói. Quả nhiên Hoài Bích có tội cái điển cố này đến cái gì thời đại đều được được thông. Lĩnh chủ thời đại, bí cảnh từ thấp đến cao chia ra làm bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, màu cam, màu đỏ. Tại tiền kỳ, tử sắc bí cảnh đã coi như là cực kỳ hiếm hoi tại nguyên điểm. Cũng khó trách những cái này ải nhân biết quen mắt, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh. Đương nhiên, cái này hoặc giả cũng cùng ải nhân tính cách có quan hệ. Ải nhân là ngũ giai binh chủng, thân cao tối cao chỉ có khoảng 1m50, hình thể không lớn, nhưng sức chiến đấu cũng là không kém. Nguyên nhân chính là bọn người kia từng cái đều là chế tạo trang bị hảo thủ. Nói không khoa trương chút nào, ải nhân trong quân đoàn từng cái sức chiến đấu, hầu như đều là hạng nặng vũ trang. Mà phải bảo đảm quân đội hạng nặng vũ trang, tự nhiên cần rất nhiều tài nguyên tiếp tế tiếp viện. Cho nên, ải nhân có một nổi tiếng xấu đích thói quen, đó chính là thích cướp đoạt cùng xâm lấn tử sắc tài nguyên điểm đây chính là khó được thứ tốt cùng vòng tự đại các ải nhân làm sao có thể thả qua kể xong cả cái chuyện đã xảy ra evelyn than nhẹ một tiếng ngày mai sẽ là chúng ta cho trả lời chắc chắn lúc ngươi chuẩn bị làm như thế nào tô dạ nghe vậy rất nhanh nắm tay lạnh lùng nói đương nhiên là đánh lại ta tô dạ lãnh địa cũng dám mơ ước không muốn sống evelyn sắc mặt bị kìm hãm có chút chần chờ nhưng là chúng ta còn không biết đối phương binh lực như thế nào, tùy tiện khai chiến. Của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị tô giả cắt đứt. Yên tâm đi, sẽ không quá mạnh, chúng ta nhất định có thể thắng. Nhìn tô giả như vậy bình tĩnh thần sắc, Evelyn một ít mộng bức. Tự tin là chuyện tốt, có thể quá mức tự tin. Được rồi, kỳ thực tô giả nói như vậy là có chính mình đạo lý. Bây giờ là lĩnh chủ thời đại hàng lâm sơ kỳ, tất cả chủng tộc cũng còn nằm ở giai đoạn khởi bước. Hay là ải nhân doanh địa, tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ. Đây là đệ nhất. Đệ nhị, tô giả lúc này đây hán nam thành phố phóng đảng một vòng trở về, nhưng là có đại thu hoạch. Hắn có nắm chắc, khiến cho thế lực của mình trong một đêm lại tăng vọt gấp đôi. Kể từ đó, kẻ hèn ái nhân, còn cần lo lắng sao? Cầu hoa hoa, nhóm nhóm chống đỡ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 25. SS cấp pháp sư cùng cấp mục sư. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Trầm mặt chốc lát Evelyn nói. Dù sao nàng là tự mình cùng ái nhân đã giao thiệp, biết những tên kia tính tình. Thô cuồng, táo bạo, thực lực cũng tương tự không thấp, tô dạ dựa vào cái gì tự tin, có thể bảo vệ bán nhân mà bí cảnh. Nghe nói như thế, tô dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy mỏi mắt mong chờ là Nói, liền đứng lên hướng phía lĩnh chủ đại sảnh đi ra ngoài. Thuận tiện chào hỏi một tiếng tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề. Hai người bây giờ còn chỉ là người thường, nếu đến nơi này, như vậy cũng thời điểm chuyển chức thành chuyển chức giả. Bằng không liền năng lực tự vệ cũng không có, ở đường sau này trên đường, sẽ có chút khó làm. Hai người đi theo tô giả phía sau, một ít như lọc vào trong sương mù, không minh bạch tô giả đơn độc đem các nàng gọi ra là vì cái gì? Rất nhanh, hai người theo Tô Dạ đi tới lãnh địa chuyển chức trước tế đàn. Nhìn trước mặt cao tới mười mấy thước khổng lồ thạch điêu, hai cái tiểu nha đầu lòng tràn đầy chấn động. "Ca, đây là cái gì a, à, thật lớn, thật là tráng quan." Tô Thiến Nhi chỉ vào chuyển chức tế đàn nói. Tô Dạ ho nhẹ một tiếng, đơn giản vì hai người giải thích một chút chuyển chức tế đàn công hiệu. Cuối cùng nói, "Hiện tại tự mình nghĩ tốt mình muốn nghề gì, lại dựa theo ta mới vừa nói đi làm. Tô Thiến Nhiên nghiêng đầu chỉ chốc lát, lộ ra một bộ nhau nhau muốn thử thần sắc. Ta đây tới trước, ta nghĩ muốn chuyển chức luật cũ sư. Tiểu nha đầu chơi đùa không ít game online, đối với trong trò chơi cầm trong tay pháp trượng, thường thường phóng xuất ra huyện khốc ma pháp pháp sư có chút cảm thấy hứng thú. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội chân chân chính chính mở ở trước mặt của nàng, nàng cũng không cho phép bị thả qua. Tô Dạ gật đầu, cho Tô Thiến Nhi nhường ra một lối đi. Người sau cũng không hàm hồ, cắn một cái phá chính mình ngón trỏ, bài trừ một giọt tiên huyết, rơi vào tế đàn trong rảnh. Sau một khắc, tế đàn quang mang tăng mạnh. Tô Thiến Nhi nhắm hai mắt lại, đem ý thức cùng tế đàn liên thông, sau đó nói ra mình muốn chuyển chức chức nghiệp. Mấy qua đi, tế đàn quang mang tiêu tán. Tô Thiến Nhi biến hóa nhanh chóng, trên người đã nhiều thêm một món trường bào màu xanh nước biển, nắm trong tay lấy một cây pháp trượng. Lão ca, ta thành công. Chính thức trở thành chuyển chức người Tô Thiến Nhi mừng rỡ phi thường. Tô giả thừa này cơ hội đối với lấy Tô Thiến Nhi phóng thích dò xét kỹ năng. Tô Thiến Nhi ván khuôn tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, làm sau khi xem, Tô già trợn to hai mắt. Tính danh Tô Thiến Nhi chức nghiệp Pháp sư ván khuôn SS cấp đẳng cấp một thống ngữ lực. 80 HP, 8.000 công kích. 500 phòng ngự. 100 tốc độ. 110 trang bị. Học đồ pháp bào, học đồ pháp trượng kỹ năng. Băng tiễn thuật. Ngưng tụ chung quanh băng tinh chi lực, đối với chỉ định mục tiêu phóng xuất ra một đạo băng tiễn, tạo thành tổn thương đồng thời, phụ gia giảm tốc độ trạng thái. Băng thuẫn thuật một nửa kính ngủ trong phạm vi 10 thước tùy ý một cái mục tiêu phóng ra kỹ năng, nhưng vì mục tiêu ngưng tụ một cái ngăn cản tổn thương hộ thuẫn. Băng phong đâm Đối với lấy chính mình làm trung tâm ngủ trong phạm vi 10 thước, tùy ý một cái đường kính 20m khu vực phóng ra kỹ năng, có thể triệu hoán ra băng thứ, từ dưới đất toát ra, đối với nên trong phạm vi địch nhân tạo thành lượng lớn thương tổn, cũng tạo thành giảm tốc độ hiệu quả, 30% tỷ lệ đóng băng mục tiêu có thể tham khảo thuốc trừ sâu bên trong vương chiêu quân đại chiêu. Chỉ là nhìn thoáng qua, tô dạ liền nhẩm ở. Cái này cơ nơ. Dĩ nhiên là cấp ván khuôn. So với hắn chiến sĩ ván khuôn yếu một cái đẳng cấp. Mặc dù không có quân đoàn phụ trợ kỹ năng, nhưng cũng vô cùng cường lực. Thế nào lão ca, ta lợi hại không? Tô Thiến Nhi khoát ở tô dạ một cái cánh tay, xú thí nói. Tô dạ giơ ngón tay cái lên lợi hại lợi hại. Tô Thiến Nhi cười hắc hắc. Đúng vậy đúng vậy, nhiên này, ngươi cũng mau đi thử một chút a. À? Nói, Tô Thiến Nhi đem lâm nhiên hề lôi qua đây. Người sau còn có chút ngại ngùng, chần chờ khoảng khắc. Tốt lắm, ta thử nhìn một chút, Tô Đại Ca là chiến sĩ, ngươi là pháp sư, ta đây liền chuyển chức mục sư được rồi. Nói xong, Lâm Nhiên Hề học vừa rồi Tô Thiến Nhi bộ dạng, cắn bể ngón tay, đem tiên huyết nhỏ vào vũng. Tế đàn hào quang tỏa sáng, lâm nhiên hề thành công chuyển chức thành mục sư. Tô giả theo thường lệ kiểm tra một hồi lâm nhiên hề ván khung tin tức, lại một lần nữa sợ ngây người. Lâm nhiên hề ván khung đẳng cấp so với tô thiến nhi hơi yếu, dĩ nhiên là cấp. Trời ạ, à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cái chuyển chức tế đàn, liên tục ra khỏi ba các cấp trở lên anh hùng ván khuôn. Các ngươi vừa rồi có nghe được đặc biệt gì thanh âm nhắc nhở sao? Tỉnh hồn lại tô dạ hỏi. Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên hề liếc nhau, người sau gật đầu. Ta dường như nghe được, một thanh âm nói ta là người thứ ba đi qua chuyển chức tế đàn chuyển chức người chơi, cho nên phần thưởng một cái cái ghi cấp anh hùng ván khuôn. Bị Lâm Nhiên hề như thế nhắc tới, Tô Thiến Nhi cũng phụ họa gật đầu. Không sai không sai, ta cũng nghe đến rồi, ta là cái thứ hai đi qua chuyển chức tế đàn chuyển chức người chơi, cho nên phần thưởng một các cấp anh hùng ván khuôn, cái này có vấn đề gì không lão ca? Nghe được hai người cái này trả lời thuyết phục, tô dạ xem như là hiểu rõ ra. Cảm tình tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề có thể sở hữu s cấp, s cấp ván khuôn là nguyên do bởi vì cái này. Xem ra, chuyện gì đều dành trước một bước, vẫn có chỗ tốt. Đến hiện tại, có người chiếm được tế đàn cùng thủ vững quái vật công thành còn chưa có. Lâm Nghiên hề chuyển chức chính là mục sư, ván khuôn tin tức như sau. Tính danh Lâm Nghiên hề chức nghiệp Mục sư ván khuôn S cấp đẳng cấp Mục thống ngự lực 60 HP, 10.000 công kích 350 phòng ngự 200 tốc độ 120 trang bị Truyền giáo thánh bào, trì vũ pháp trượng kỹ năng Thần thánh khiển trách đối với mục tiêu tạo thành thần thánh thương tổn, đối hắc ám hệ mục tiêu tạo thành thập bội thương tổn, cũng phụ gia nhược hóa hiệu quả. Trì vũ thuật Đối với bị thương mục tiêu phóng ra nên kỹ năng, có thể trong nháy mắt khôi phục mục tiêu vết thương nhẹ, nhanh hơn trọng thương khỏi hẳn tốc độ. Thánh linh chi khiên Lấy tự thân làm trung tâm, làm bán kính ngủ trong phạm vi 10 thước mục tiêu tăng thêm hộ thuẫn, nên kỹ năng tối đa tác dụng 100 đơn vị. Ba cái kỹ năng, thần thánh khiển trách cùng trì vũ thuật đều là thân là một sư kỹ năng cơ bản, không có gì có thể nói. Mà thánh linh chi khiên, khiến cho tô dạ một ít ngoài ý muốn. Nguyên do bởi vì cái này kỹ năng và hắn can đảm lĩnh vực giống nhau, đều là quan hoàn hình kỹ năng. Tăng thêm có thể chống đỡ ngăn cản tổn thương hộ thuẫn, cũng tương đương với gia tăng rồi quân đội năng lực bay liền chặn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này kỹ năng tối đa chỉ có thể tác dụng 100 đơn vị. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Thích ứng mạc thế quy tắc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio SS cấp pháp sư cùng cấp mục sư đã coi phi thường cường đại. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, khẳng định có thể đối với tô già dạ sau này lãnh địa cung cấp trợ giúp không ít. Mừng rỡ hơn, tô già dạ chợt nhớ tới phía trước ở hán nam thành phố một cái trong hòm báo lái ra pháp trường. Vung tay lên, đem từ lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra ngoài đưa tới tô thiến nhi trước mặt cái này cho ngươi pháp trưởng tên là băng sương chi nộ vốn có tăng cường băng hệ ma pháp hiệu quả mà tô thiến nhi chính là một gã băng hệ ma pháp sư cầm căn này pháp trượng vừa lúc tô thiến nhi thân thủ tiếp nhận băng sương chi nộ trở thành chuyển chức giả phía sau nàng cũng có kiểm tra đạo cụ năng lực của thuộc tính lúc này nhìn một cái băng sương chi nỏ thuộc tính cùng miêu tả nhất thời liền sướng đến phát rồ rồi một đầu nhào vào tô dạ trong lòng dùng sức cọ cọ cảm ơn lão ca lão ca ngươi thật tốt quá một bên lâm nhiên hề nhìn một màn này tiếu kiểm một ít phím hồng dựa vào huynh muội này hai quan hệ có phải hay không có điểm thân mật hơi quá nhận thấy được lâm nhiên hề thần sắc biến hóa tô dạ ho nhẹ một tiếng đem tô thiến nhi đẩy ra chú ý một chút hình tượng được không tốt hảo hảo cầm ngươi pháp trượng đến bên kia luyện tập một cái làm sao thả ra kỹ năng ngày mai cũng làm mất mặt ta được rồi tô thiến nhi đầy đầu nóng lòng muốn thử lôi lâm nghiêng hệ liền chạy tới lãnh địa hậu phương trên đất trống sau đó bắt đầu luyện tập như thế nào phóng thích kỹ năng hai người một cách cấp ván khuôn một cách cấp ván khuôn chỉ từ trên thuộc tính đến xem là thật không kém thế nhưng quyết định chiến đấu là hay không thắng lợi thường thường cũng không phải là chỉ dựa vào thuộc tính giao phong tự thân chiến đấu kỹ xảo cũng là trọng yếu nhất đây cũng là vì sao tô dạ sẽ muốn cầu hai người luyện tập làm sao thả ra kỹ năng nguyên nhân nếu không phải luyện tập nhiều hơn chiến đấu chân chính đi tới thời điểm khó tránh khỏi biết như xe bị tuột xích đem chuyện bên này an bài xong phía sau tô dạ tìm được evelyn nói một tiếng chính mình được đi ra ngoài một chuyến liền thẳng đến lãnh địa hậu phương bán nhân mã bí cảnh. Cái này bí cảnh bây giờ thuộc sở hữu quyền thuộc về tô dạ, mỗi phút mỗi giây đều ở đây vì tô dạ sáng tạo tài nguyên. Tô dạ ý tưởng là, trước tiên đem bên kia tài nguyên thu hồi lại, sau đó trở lại lãnh địa, bắt đầu một vòng mới kiến thiết cùng bạo binh. Cử sĩ liệt, gần 10 phút không đến, tô dạ liền tới địa điểm. tiếng nhập bí cảnh phía sau, Tô Dạ liếc mắt liền thấy được bồi hồi ở bí cảnh nhập khẩu ra 15 con bán nhân mã. Bọn người kia vẻ mặt đề phòng, nhìn thấy người đến là Tô Dạ, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra các ải nhân tuyên chiến, cho những thứ này bán nhân mã không nhỏ áp lực. Mệnh lệnh bán nhân mã nhóm tiếp tục thủ hộ ở chỗ này, Tô Dạ mang theo xí liệt đi thẳng tới bán nhân mã bí cảnh lĩnh chủ trong đại sảnh. Nơi đây để hai cái bí cảnh tài nguyên bao bị chiếm lĩnh bí cảnh, mỗi 24 hát sẽ đem lấy được tài nguyên đóng gói thành tài nguyên bao, cũng chính là lúc này tô dạ thấy hai cái bao vây. Tử sắc bí cảnh tài nguyên bao. Sau khi mở ra, có thể được bó củi, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi bên 50 vạn đơn vị, thức ăn 5.000 đơn vị. Một cái tài nguyên bao là 500 ngàn, hai cái tài nguyên bao chính là một triệu tài nguyên, cũng không ít. Đem tài nguyên bao thu hồi, tô già cử cưỡi xí liệt quay trở về lãnh địa. Lúc này đã là 8 giờ tối. Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề như cũ đang không ngừng luyện tập kỹ năng. Hai người đều là pháp hệ chức nghiệp, phóng thích kỹ năng thời điểm, thân thể không cần đại phúc độ di động. Thế nhưng, liên tục kỹ năng phóng thích, hãy để cho hai người quể oải bất kham, đặc biệt tinh thần, rất có một loại muốn lập tức ngủ mất xung động. Tô già thấy vậy, vội vã để cho hai người dừng lại luyện tập tuy trọng yếu nhưng là phải chú ý lao vật kết hợp bị kêu ngừng hai cái tiểu nha đầu xoa xoa trên trán mồ hôi rịn theo tô dạ đi nhà bếp bên này evelyn đã làm xong một đại nội hương khí bốn phía thức ăn tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề đã chừng mấy ngày chưa ăn qua mạo nhiệt khí thức ăn lúc này gặp mặt cái này nhất thời ngón trỏ mở rộng ra từng ngụm từng ngụm ăn thật là mỹ vị a à, evelyn tiểu tỷ tỷ, thủ nghệ của ngươi thật không sai ha ha, đời ta đều sẽ không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể ăn được một cái tinh linh tự mình làm thức ăn. Hai cái tiểu nha đầu không ngừng vuốt mông ngựa. Evelyn bị hai cái tiểu nha đầu nói có chút ngượng ngùng, nói liên tục. Ăn ngon là hơn ăn chút đi. Tô dạ nhìn cái này ấm áp một màn, khẽ cười lắc đầu. Hai cái tiểu nha đầu cùng ở bên cạnh hắn phía sau, đã bắt đầu dần dần thích ứng mạc thế đã tới sau sinh hoạt trong lòng kìm nén cùng lo lắng cũng quét hụt không ít. Cái này là một chuyện tốt. Dù sao muốn ở trong mạc thế sinh tồn được, đầu tiên cần phải làm là thích ứng nó tất cả quy tắc. Hiện tại Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề đã đang hướng lấy cái phương hướng này dựa. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề hai người kết bạn đi nghỉ. Mới vừa luyện tập, sớm đã để cho hai người quể oải bất kham, hiện tại nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới là vương đạo mà tô dạ thì bắt đầu quy hoạch tư nguyên của mình. Hán Nam thành phố phóng đã một vòng, tô dạ thanh chức một cái tri chu xào huyệt, thu được 500.000 tài nguyên, sau lại mở ra một cái màu cam bảo rương, thu được một các cấp tài nguyên bao. Tiếp lấy lại mở ra hai cái lục sắc bảo rương, một cái lam sắc bảo rương, phân biệt thu được hai các cấp tài nguyên bao, một cấp cấp tài nguyên bao. Cuối cùng, trở lại lãnh địa, tô Dạ thu hàng bán nhân mã bí cảnh hai cái bí cảnh tài nguyên bao hiện tại, tô giả đem tất cả tài nguyên bao mở ra. Mở rác cấp tài nguyên bao, thu được bó củi, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi bên 5 triệu. Mở rác cấp tài nguyên bao, thu được bó củi, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi bên 1 triệu. Mở ra cấp tài nguyên bao, thu được bó củi, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi bên 50 vạn. Mở ra tử sắc bí cảnh tài nguyên bao, thu được bó củi, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi bên 50 vạn, thức ăn 5.000. Đem tất cả tài nguyên bao mở ra phía sau, tô già kiểm tra một hồi lĩnh chủ đại sảnh tin tức, tài nguyên như sau. Lĩnh chủ đại sảnh tôi lĩnh chủ. Tô già đẳng cấp. Ba liên minh. Không thuộc hạ lãnh địa. Không kiến trúc. 30, 50 binh chủng. Cự Long thập giai, bán nhân mã, tứ giai, kịch độc tri chu nhị giai, gobin nhất giai, nhân khẩu. 36, 500 bó củi. 1.336 vạn thạch tài. 1.281 vạn quảng sắt, 1.317 vạn kim tệ. 855 vạn thức ăn. 64.748 tiền. 2.700 không thăng cấp cần. Bó củi, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi bên 1 triệu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27. Băng sương cự Long nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bó củi, khoáng thạch, quặng sắt ba loại tài nguyên đột phá nghìn vạn đại quan liền kim tệ cũng có hơn 8 triệu. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu như toàn bộ huấn luyện cự Long nói, có thể huấn luyện bốn đầu. đương nhiên, tô già cũng sẽ không như vậy làm. Thập giai cự Long tuy cường đại, nhưng huấn luyện thành bản thực sự rất cao thứ nhì, vài đầu cự long đối chiến thiên quân vạn mã, cũng khó tránh khỏi một ít ăn không tiêu. Cho nên, cái này hơn 8 triệu kim tệ, tô dạ còn cần xét phân phối. Đầu tiên, tô giả dạ chuẩn bị kiến tạo một cái đao phong tri chu xào huyệt. Tuyển trạch một khối đất trống, đem đao phong nữ vương kén lớn lấy ra, bắt đầu kiến tạo. Tiêu hao bó củi, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi bên 50 vạn, đao phong nữ vương kén lớn một, kiến tạo đao phong tri chu xào huyệt thanh âm nhắc nhở hạ xuống, tô dạ trước người trên đất trống. Mặt đất phát sinh răng trắc răng trắc âm thanh, một ít tảng đá tự động xây cùng một chỗ, ngay sau đó xuất hiện vài đầu tiểu tri chu, bắt đầu phun tơ kiến tạo. Dù sao cũng là đặc thù binh chủng sao huyệt, thời gian kiến tạo dài đến 36 canh giờ. Mặc dù tô dạ có 99% thời gian kiến tạo giảm bớt, cũng cần chí ít 22 phút mới có thể kiến tạo hoàn thành. Tô dạ cũng lười các loại, chờ đi tới một bên, lấy ra lĩnh chủ không gian bên trong thiên sứ thần tượng. Chuẩn bị đem thứ này cũng đồng thời cho xây tạo. Nhưng lại chỉ nhìn kiến tạo chi phí liếc mắt, tô dạ liền bỏ qua. Cơ mơ nờ kiến tạo thứ này dĩ nhiên cần 5 triệu trụ cột tài nguyên. Cũng chính là bó củi, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi bên 5 triệu. Không thể không nói, đắt kinh khủng. Bây giờ tô dạ, tuy là có thể thanh toán cao như vậy chi phí xây, nhưng suy nghĩ một chút, tô dạ vẫn là đè xuống trong lòng xung động. Hắn tổng cộng liền hơn 8 triệu kim tệ, vừa rồi kiến tạo đao phong tri chu sào huyệt đã hao tốn 500 ngàn, chỉ còn lại có 800 vạn. Nếu như tái tạo một cái thiên sứ thần tượng lời nói, cái kia tô dạ còn như thế nào bạo binh? Không có cách nào khác bạo binh, vậy ngày mai cùng ải nhân lãnh địa chiến đấu, tô dạ lại phải đánh thế nào? Cho nên, thiên sứ thần tượng thứ này, vẫn là tạm thời thả một chút a. À. Đem mấy thứ cất xong, tô dạ đi tới lông sào trước. Xí liệt nhìn thấy tô dạ đi tới, vội vã từ lông sào bên trong bò ra ngoài, ghé vào tô dạ trước mặt mũi phi phi. Tô dạ phất phất tay. Tránh ra điểm, xem chủ nhân ta cho ngươi triệu hoán đồng bạn. Xí liệt tự hồ nghe đã hiểu tô dạ trong lời nói ý tứ, nhất thời trở nên hưng phấn, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn về phía lông sào tô dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Kim tệ trong nháy mắt giảm thiểu 2 triệu, lông xào quan mang tăng mạnh, huấn luyện bắt đầu rồi. 24 h thời gian huấn luyện, 99% giảm bớt xuống tới, cũng cần 15 phút. Tạm thời không có chuyện gì có thể làm, tô dạ liền canh giữ ở lông xào trước, lặng lặng mà đợi đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm lông xào đỉnh đường tiến độ độc đầy một khắc kia. Lông xào bên trong, truyền ra trận trận tế vi hót âm thanh. Mới cự long ra đời. Xí liệt so với tô dạ còn muốn hưng phấn, tựa đầu dò vào long sào bên trong. Ngay sau đó, nó liền thấy được một đầu màu xanh nhạt tiểu long đang phá xác mà ra, có két không ngừng ken cắn trước người long đản xác. Nhìn thấy xí liệt tới gần, cái này tiểu gia hỏa lập tức bày ra một bộ đề phòng màu sắc, thử lấy nha căm tức nhìn xí liệt. Trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng vũ khí, nhìn cực kỳ thần kỳ. Đối với cái này mới sinh ra tiểu gia hỏa, xí liệt rất là hoan hỷ, khe khẽ cùng đối phương chào hỏi. Nhưng này đầu màu xanh nhạt tiểu long lại hiển nhiên cũng không thế nào thích xí liệt, tự mình điêu cùng với chính mình vỏ trứng đi tới long xào gốc. Đem vỏ trứng từng mảnh một ăn, tiểu long hình thể đã ở không ngừng tăng lớn. Đem vỏ trứng ăn hết tất cả phía sau, tiểu gia hỏa rồi mới từ long xào bên trong đi ra. Vừa thấy được tô dạ liền đi tới trước, dùng đầu cọ cọ tô giả cánh tay. Tô dạ chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, ngay sau đó nhiều hơn một hồi lạnh lẽo thấu xương, khiến cho hắn không tự chủ được trùng mình một cái. Hướng về phía màu xanh nhạt cự lông ném một cái giò xét kỹ năng. Băng xương cự lông đẳng cấp. Thập giai đẳng cấp. Một độ trung thành. Một trăm phần trăm sinh mệnh. Hai mươi vạn công kích. Mười nghìn phòng ngự. 10.000 tốc độ. 500 thức ăn tiêu hao. 100 trang bị. Không kỹ năng. Băng tinh phá. Ngưng tụ băng ma pháp lực lượng, hội tụ thành một viên băng tinh, bắn về phía mục tiêu, bắn trúng mục tiêu phía sau bạo liệt mở ra, tạo thành lượng lớn thương tổn, cũng đối với mục tiêu tạo thành giảm tốc độ hiệu quả. Đóng băng vạn vật. Lấy tự thân làm trung tâm, triệu hồi ra một cái bán kính 30 mét băng chi lĩnh vực, ở vào nên bên trong lĩnh vực hết thảy mục tiêu sẽ bị mạnh mẽ đóng băng. Đầy kỹ năng ngang nhau dai cao hơn tự thân mục tiêu vô hiệu, long thần cổ vũ. Đối với đẳng cấp thấp với tự thân binh chủng tiến hành cổ vũ, loại trừ chúng nó sợ hãi trong lòng, thuộc tính tăng 30%. Long thần uy áp Thân là cao cao tại thượng long thần, đối với thấp hơn tự thân đẳng cấp binh chủng tạo thành uy hiếp, thuộc tính suy yếu 30%. Chứng kiến thuộc tính miêu tả phía sau, Tô dạ giờ mới hiểu được cảm tình đây là một đầu băng xương cự long thảo nào nhích lại gần mình thời điểm chính mình có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương đồng thời hắn cũng có thể hiểu thành cái gì người này ở nhìn thấy sĩ liệt phía sau sẽ như thế đề phòng nói đùa sĩ liệt là hỏa diễm cự long đầu này là băng xương cự long thuộc tính tương khắc mà sĩ liệt cấp bậc là nhị cấp thực lực so với băng xương cự long mạnh mẽ không chỉ lớn gấp đôi băng xương cự long bị áp chế Tự nhiên sẽ lộ ra đề phòng màu sắc. Một bên xí liệt nhìn thấy băng xương cự long đối với tô dạ lấy lòng, nhưng đối với mình lạnh lẽo, nhất thời vô cùng tức giận. Phốc 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 mũi phì phì xanh mùn khí. Tô dạ nhìn quái buồn cười, không thể làm gì khác hơn là đi đi tới vỗ phách nó rắm. Cổ. keo kiệt bao, nhân gia là băng xương cự long, ngươi là hỏa diễm cự long, nó chỉ là đang sợ ngươi mà thôi, ngươi tức giận như vậy không sợ khiến cho người khác chê cười. Xí liệt nghe hiểu tô dạ ý tứ trong lời nói, quay đầu nhìn về phía băng sương cự long. Người sau nhìn thấy xí liệt nhìn mình, không tự chủ được lui về sau hai bước. Thấy như vậy một màn, xí liệt trong lòng lúc này mới dễ chịu không ít, hướng về phía băng sương cự long vỗ vỗ cánh, tựa hồ muốn nói. Tiểu mùi mùi, ngươi không cần phải sợ, chúng ta rất tốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 28 Huấn luyện đao phong tri chu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sĩ liệt lần thứ hai chủ động lấy lòng, băng xương cự long thoáng yên tâm trong đề phòng, hướng về phía sĩ liệt phát sinh một tiếng long ngâm. Sĩ liệt bang đáp lại. Một đỏ một xanh hai cái long bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Tô già đứng ở hai vị này ở giữa, thể nghiệm một bả băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Cũng không hơn gì, vội vã ly khai cái này vị trí. Đến khi hai cái đại gia hỏa biết nhau phía sau, tô giả lúc này mới nhìn về phía băng sương cự long. Nó gọi xí liệt, ta cũng cho ngươi lấy cái tên A, à, đã bảo hàng băng thế nào. Băng sương cự long nghe hiểu tô giả ý tứ trong lời nói, ngẩng đầu lên nhân tính hóa trên dưới lay động hai cái, xem ra đối với chính hắn một tên mới rất là thỏa mãn. Tô giả thấy vậy, vỗ tay phát ra tiếng. Tốt lắm, về sau ngươi đã bảo hàng băng hàng băng cực kỳ hưng phấn há mồm chính là một tiếng long ngâm động tĩnh không nhỏ đem trên tường thành tuần tra evelyn hấp dẫn qua đây thậm chí liền cùng với ngũ tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề cũng bị đánh thức lúc này đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên này khi nhìn thấy dưới ánh trăng trong lãnh địa nhiều hơn một cái lam sắc cự long lúc trong mắt dồn dập lộ ra hoảng sợ màu sắc không nói hai lời liền hướng phía bên này chạy tới evelyn dẫn đầu trình diện vừa thấy được hàng băng liền bưng bít miệng mình ba. Đây là... Đây là băng sương cự long, ngươi từ đâu có được? Nói, liền chất vấn một dạng nhìn về phía tô dạ Người này có một cái hỏa diễm cự long còn chưa tính, kết quả hiện tại lại tới một cái băng sương cự long, cờ mờ nợ ngươi là làm bán sĩ long tộc binh chủng buôn bán sao? Cao cao tại thượng long thần làm sao cứ như vậy cam tâm tình nguyện hướng bên cạnh ngươi chạy đâu? Tô dạ nghe vậy, nhúng nhúng vai, ho nhẹ một tiếng ngươi đừng quên thân phận của ta ta nhưng là một gã lĩnh chủ evelyn chắc lưỡi không biết nên nói cái gì bên kia tô thiến nhi cùng lâm nhiên hề cũng tiểu bào đến gần rồi nơi đây lão ca đây là cái gì lại một con rồng sao tô thiến nhi sướng đến phát rồ rồi chạy đến hàng băng trước người thân thủ vuốt ve hàng băng trên người bừng tỉnh như băng tinh miếng vẫy tô thiến nhi cùng băng hệ pháp sư hàng băng là băng sương cự long song phương đều là chơi băng hảo thủ lúc này gặp lại tự như là bạn tốt lẫn nhau gặp phải một dạng cũng không có bài xích lẫn nhau cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta thành viên mới băng sương cự long hàng băng tô dạ giới thiệu hàng băng tô thiến nhi trước mắt ba người sáng lên đã tiếp nhận rồi tên này thời gian kế tiếp tô thiến nhi liền dẫn lâm nhiên hề cùng hàng băng xí liệt cùng nhau đùa giỡn mà nội tâm vô cùng rung động evelyn không nói một lời về tới trên tường thành tuần tra còn như tô dạ đao phong tri chu sào huyệt đã xây dựng xong hắn chuẩn bị huấn luyện một nhóm đao phong tri chu lúc này đứng vững ở trước mặt hắn là một cái chu ổ mặc dù không có hán nam đại học quán thể dục cái kia lớn như vậy nhưng quy mô cũng tuyệt đối không nhỏ mặt trên trải rộng vô số màu trắng nhạt tơ nhện đem trọn cái chu ổ bao vây đao phong tri chu sào huyệt, đẳng cấp. Tứ giai đẳng cấp. Một đơn vị. Không, mười huấn luyện ván khuôn. đao phong tri chu huấn luyện thành bản. Kim tệ 15 vạn thời gian huấn luyện. 10 giờ đồng hồ thăng cấp cần. Bó củi, thạch tài, quảng sắt, mỏ vàng mỗi bên 2 triệu, thời gian 72 giờ đồng hồ. Không hổ là tiếng giai binh chủng, huấn luyện thành bản cùng thời gian huấn luyện so với đều là tứ giai bán nhân mã cao hơn một ít. Không nói nhiều nói, tô dạ trực tiếp huấn luyện 10 đầu đao phong tri chu. Chu ổ một hồi vận chuyển, không bao lâu liền có một đầu thân cao hai thước, thân dài vượt lên trước 3 mét, dài 8 cái chân dài tri chu từ chu ổ bên trong đi ra. Cái này, chính là đao phong tri chu. Cùng kịch độc tri chu bất động chính là, người này hình thể lớn hơn một chút, đồng thời tám cái có thể cấp tốc trật đông chân dài mặt trên dài một ít nhọn gai ngược, thoạt nhìn giống như là từng mảnh một đao phong. Cái gọi là đao phong tri chu, phải là từ nơi này mệnh danh mà đến. Dò xét một cái đao phong tri chu thuộc tính, như sau. Đao phong tri chu, đẳng cấp. Đặc thù tứ giai đẳng cấp. 1 HP, 3000 không công kích. 600 phòng ngự. 300 tốc độ. 200 thức ăn tiêu hao. 20 kỹ năng. Nọc độc phun. Đối với phía trước bán kính trong phạm vi 10 thước phun kịch độc, nọc độc vốn có tính ăn mòn cực mạnh, có thể đối với mục tiêu tạo thành cực đại thương tổn. Đao phong đâm liên tục. Đao phong tri chu mỗi một chân đều là hoàn mỹ nhất vũ khí, vô cùng sắc bén, cấp tốc huy động dưới, có thể đối với mục tiêu tạo thành cực đại vật lý thương tổn. Miêu tả. Kịch độc tri chu tiếng giai thể vốn có cùng kịch độc tri chu một dạng kịch độc, cũng sở hữu tiếng dai phía sau đao phong gai nhọn, vô cùng sắc bén, có thể đơn giản rạch ra thân thể của địch nhân, đem nọc độc trót vào địch nhân trong cơ thể. Chứng kiến đao phong tri chu thuộc tính ván khung phía sau, tô dạ một ít kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là đặc thù tiếng dai binh chủng, ván khung thuộc tính so với cùng cấp bậc bán nhân mã cao hơn không ít. Đặc biệt tốc độ, thậm chí so với lấy tốc độ sở trường bán nhân mã còn nhanh hơn, đạt tới kinh khủng 200 điểm. Thử nghĩ một cái, đem đao phong tri chu đầu nhập chiến trường, có phạm vi lớn độc tố công kích, lại có cao tốc độ, cao tính cơ động, tám cái chân dài càng là so với lưỡi dao sắc còn muốn sắc bén hoàn mỹ vũ khí. Chiến đấu như vậy cơ khí, đủ để cho địch nhân tạo thành vô cùng kinh khủng áp chế. Mười đầu đao phong tri chu huấn luyện xong tất phía sau, tô dạ kim tệ còn dư lại 455 vạn. Cân nhắc một lát sau, Tô giả quyết định để thăng một lần đao phong tri chu xào huyệt, tiếp tục huấn luyện đao phong tri chu. Không có biện pháp, chi này đặc thù tiếng giai binh chủng, tính giới bị thật sự là quá cao, tô giả rất là xem trọng. Nói làm liền làm, tuyển trạch đao phong tri chu xào huyệt tiến hành thăng cấp. Bốn loại trụ cột tài nguyên nhất tề thiếu một triệu, thăng cấp bắt đầu rồi. Lần này thăng cấp, cần tiêu hao thời gian 72 giờ đồng hồ giảm bớt 99% chính là 43 phút nhiều một chút. Thời gian rõ dài, Tô Dạ liền tạm thời quay trở về nhà dân nghỉ ngơi. Bên kia, Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nghiên Hề cùng hàng băng chơi đùa một hồi phía sau, cũng đều rời đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Chiến chủ y bộ lạc, vung trang Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngày hôm sau Tô già sớm tỉnh lại, đi tới Đao Phong Tri Chu xào Huyệt trước trên đất trống nhìn một cái, hài lòng gật đầu. Chỉ thấy Đao Phong Tri Chu xào Huyệt trước trên đất trống, rậm rạp chằng chịt nằm ba mươi đầu Đao Phong Tri Chu, đen như mực lông tơ khiến người ta nhìn một ít tê cả da đầu. Tám cái chân dài ở trên gai ngược, ở ánh nắng chiếu xuống, lóe ra hàng quang. Những thứ này tướng mạo kinh khủng tên nhận thấy được tô Dạ tới gần, mở ra mắt kết, hướng phía tô Dạ xem ra bị đao phong tri chu trực câu câu nhìn chầm chầm, mặc dù là tô dạ cái lãnh chúa này, cũng không miễn trong lòng có chút sợ hãi. Tô Thiến Nhi cùng Lâm Nhiên Hề cũng lần lượt tỉnh lại, khi nhìn thấy phủ phục ở lãnh địa trên đất trống mấy chục con đao phong tri chu lúc, càng là sợ vội và lui lại, kém chút thét chói tai lên tiếng. Không có biện pháp, phía trước ở Hán Nam Đại học tị nạn lúc ấy, kịch độc tri chu cho các nạn mang đến cực đại bóng ma. Thứ nhì, nữ sinh trời sinh liền đối với tri chu A, xa các loại động vật cực kỳ sợ hãi không phải sao. Cho nên mặc dù là biết trước mắt Đao Phong Tri Chu là quân đội bạn, hai người cũng biểu hiện vô cùng kính nhi viễn chi. Đối với lần này, Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bắt chuyện hai cái tiểu nha đầu đi trước nhà bếp ăn. Sau khi ăn điếm tâm xong, đám người liền ở Evelyn dưới sự thúc giục chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát. Phía trước cùng ải nhân thời gian ước định là 10 giờ sáng. Tô giả mang theo binh chủng từ nơi này chạy tới còn cần một ít thời gian, tự nhiên là sớm đi lên đường tốt. Ra khỏi lĩnh chủ đại sảnh, tô giả bắt chuyện sĩ liệt cùng hàng băng, cùng với 30 đầu đao phong tri chu xuất phát. Còn như tinh linh cung thủ cùng năm đầu bán nhân mã, cùng với 20 con gô binh, thì bị tô giả hạ lệnh lưu tại lãnh địa. Liền tô giả bổ nhiệm những binh lực này, đã không yếu, hắn có nắm chắc, có thể ngăn cản ải nhân lãnh địa xâm lấn, thậm chí còn có thể phản đánh một lớp. Tối hôm qua quy mô nhỏ bạo binh, khiến cho Evelyn lo lắng trong lòng ý cũng theo đó giảm thiểu rất nhiều. Chỉnh đốn hoàn tất phía sau, đám người xuất phát. Tô Dạ mang theo lâm nghiên hệ cùng Evelyn ngồi ở nóng rực trên lưng. Còn như Tô Thiến Nhi, nàng thì bò đến hàng băng trên lưng. Không có biện pháp, tại chỗ chỉ có nàng là băng hệ mà pháp sư, có thể tiếp nhận được hàng băng trong cơ thể không ngừng tản mát ra hàng băng chi khí. Xuất phát. Theo tô giả ra lệnh một tiếng, xí liệt cùng hàng băng cổ động hai cánh, bay lên trời. Lãnh địa cửa thành cũng bị gô mở ra, 30 đầu kịch độc tri chu nhanh chóng lay động lấy 8 cái chân dài, tuôn ra cửa thành, đi theo xí liệt cùng hàng băng phía sau, một đường hướng phía bán nhân mà bí cảnh chạy đi. Sau 20 phút, tô giả đám người đã tới địa điểm. Nhìn quét một vòng phía sau, tô giả cũng không nhìn thấy ải nhân hình bóng. Những thứ này cùng vọng tự đại tên, phỏng chừng bây giờ còn đang trên đường nghênh ngang A. À. Bất quá, cái này nhưng cũng cho tô giả sáng lập cái cơ hội. Hết thảy đao phong tri chu nghe lệnh, đến hai bên bên trong rừng rậm tránh sông. Tô giả hạ lệnh. Tổng cộng 30 đầu đao phong tri chu phát sinh thanh âm tê tê, sau đó dựa theo tô giả phân phó, tự động chia làm hai đội, phân biệt tiến nhập hai bên rậm rạp bên trong rừng rậm. Loại này trời sinh thích giấu kín trong bóng tối sinh vật, đối với như thế nào ẩn giấu thân hình của mình có vô cùng lấy được kinh nghiệm. Liền giống như bây giờ, 30 đầu đao phong tri chu không có vào rậm rạp tùng lâm, đứng ở tô giả đám người vị trí, căn bản xem không ra bất kỳ đầu mối. Xí liệt, ngươi mang theo hàng băng đến bên kia đỉnh núi giấu kỹ, các loại, chờ, mệnh lệnh của ta. Tô giả tiếp tục hạ lệnh. Xí liệt cũng không hàm hồ, hướng về phía hàng băng phát sinh một tiếng long ngâm. Một đỏ một xanh hai bóng người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía bên trái đỉnh núi, sau đó giấu kỹ. Evelyn nhìn tô giả thời khắc này hành vi một ít mộng bức, không minh bạch người này lại muốn chơi cái gì tao thao tác. Người rốt cuộc muốn cần gì phải? Evelyn nhỏ giọng hỏi. Tô giả khóe môi hơi câu, đầu cho Evelyn một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ta muốn cho các ải nhân một kinh hỷ, được rồi, hiện tại ngươi đi đem trong bí cảnh bán nhân mã đều mang ra ngoài a à, chờ chút còn cần trợ giúp của bọn nó. Evelyn khóe mặt giật một cái, ngược lại là không có cự tuyệt, xoay người chạy vào bí cảnh. Không bao lâu, bí cảnh phương hướng liền truyền đến giày đặt tiếng bước chân của. Tô dạ, tô thiến nhi, lâm nghiêng hề ba người nhìn lại, chỉ thấy Evelyn đang mang theo 15 con bán nhân mã hướng phía bên này chạy như điên tới. Sau đó ở tô dạ dưới sự an bài, bày trận đứng ở bốn người phía sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến sau 10 giờ. Ở tô giả đám người phía trước bên trong sơn cốc, mơ hồ truyền đến một ít người giọng nói. Mấy sau đó, một chi từ ải nhân tạo thành bộ đội, đang hướng phía bên này đi đến. Cầm đầu, là một người cao chỉ có một chút năm thước, dáng người khôi ngô râu ria xồm xoàm Ăn mặc đặc chế chiến giáp, bên hồng chớ súng kíp, khuôn mặt đắc ý màu sắc do ta dám nói cái kia tinh linh cung thủ khẳng định không dám trở về ngày hôm nay cái này tự sát bí cảnh nhất định sẽ rơi xuống ta vung can trong tay vung can nói rằng hắn là cái này ải nhân lãnh địa thủ lĩnh ải nhân tộc bên trong đỉnh cấp đoán tạo sư đương nhiên thực lực cũng rất cường đại được xưng do chính là khác một cái ải nhân thân hình hắn lừa gạt lục soát một ít là vung can phó tướng thủ lĩnh ngài cũng chớ cao hứng quá sớm ta theo cái kia tinh linh cung thủ từng đàm thoại, đối phương dường như cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Do Rick nói. Vung trang lạnh trên một tiếng, đem đầu thật cao vung lên. Đó là nàng còn không có lĩnh giáo qua chúng ta chiến chủ y bộ lạc lợi hại, phải biết rằng, chúng ta nhưng là mang đến 150 danh chiến sĩ, vẫn là hạng nặng võ trang tinh nhuệ, nàng dựa vào cái gì theo chúng ta. Vung trang lợi còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên bị do riết cắt đứt thủ lĩnh, nàng đã tới. Vung trang sắc mặt bị kìm hãm, ngay sau đó hướng phía do chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở cái kia tự sát bán nhân mã bí cảnh trước, mấy đạo nhân ảnh đang đứng tại chỗ. Lúc trước cùng do đàm phán Evelyn, thình linh đã ở trong đó. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Bọn họ có cự lông, vẫn là hai đầu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đối phương chỉ ít người như vậy xem ra lúc này đây chúng ta thắng chắc vung cang nhếch miệng cười nói lộ ra hai hàng răng vàng khe vung tay lên mang theo ải nhân bộ đội bước nhanh hướng phía tô dạ đám người vị trí đi tới ở vung cang xem ra một trận chiến này mặc kệ đánh hay là không đánh bọn họ đều đã thắng tô dạ bên kia chỉ có bốn cái anh hùng cộng thêm mười lăm con bán nhân mã mà vung cang bên này ải nhân quân đoàn lại chừng 150 danh chiến sĩ. Hơn nữa còn là hạng nặng võ trang chiến sĩ. Nhân số cách xa, trang bị cách xa, tô dạ bọn họ còn có thắng khả năng sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau, chính mình đã đem nắm giữ một cái tử sắc bí cảnh. Vung trang trong lòng liền cao hứng nguy, thậm chí còn nằm nga tiểu bài hát. Tô dạ bên này, nhìn ải nhân quân đoàn nhóm từng bước tới gần. Evelyn, Tô Thiến Nhi, Lâm nhiên hề ba người thần tình một ít không phải tự nhiên. Dù sao đối phương nhân số không ít, nếu đánh thật. Duy chỉ có tô dạ, vẫn như cũ là diện vô biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh. Phía trước hắn còn có chút tiểu lo lắng, sợ tới mấy trăm hơn ngàn cái ải nhân. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Đối phương chỉ có hơn một trăm tên ải nhân, không đủ gây sợ. Người chính là cái kia chiếm lĩnh tự sát bí cảnh nhân loại. Vung Trang đi tới tô dạ 20M có hơn đứng vững, hai tay chống nạnh, hỏi. Tô già dạ gật đầu. Không sai, ta chính là, nghe nói ngươi đối với phía sau ta bí cảnh cảm thấy rất hứng thú. Vung Trang nghe vậy, ha ha cuồng tiếu vài tiếng. Xem ra ngươi cực kỳ tự biết mình nha, như vậy cũng tốt, ta sẽ không tốn nhiều nước miếng, đem phía sau ngươi tự sắc bí cảnh quay quay nhường cho ta, ta có thể lòng từ bi không phải với ngươi khai chiến, bằng không. Vung can lời còn chưa nói hết, liền bị tô giả cắt đứt. Ta muốn phải không đâu? Vung can sắc mặt bị kìm hãm, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Không phải. Ngươi có tư cách gì nói không phải? Chỉ bằng phía sau ngươi cái kia mười mấy con bán nhân mã sao? Đừng quá ngây thơ, nhân loại. Tô giả nhún nhún vai. Ngây thơ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai ngây thơ? Dứt lời, tô giả vỗ tay phát ra tiếng ải nhân quân đoàn hai bên rậm rạp bên trong rừng rậm truyền ra thanh âm huyên náo. Ngay sau đó, 30 đầu đao phong tri chu đẩy ra lùm cây, từ trong rừng cây bò ra. Thân cao hai thước, trường độ vượt lên trước 3 mét chúng nó, trong người cao phổ biến không cao hơn một m năm ải nhân trước mặt, càng giống như là tất cả quái vật to lớn. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở hai bên đao phong tri chu, vung can nuốt xuống một bãi nước miếng. Trong lòng có chút dự cảm bất hảo dựa vào, hắn không sẽ là bị người trước mắt này loại cho bày một đạo A. Bất quá, 30 đầu đao phong tri chu, nhiều lắm cũng chính là cho hắn nhiều chế tạo một chút phiền toái, hẳn là còn có thể ứng phó qua đây. Hành, giảo hoạt nhân loại gian trá, 30 đầu tri chu mà thôi, còn dọa không đến ta phục ngươi. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên các ải nhân trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng gió gào thét. Đồng thời vang lên, còn có hai tiếng lanh lảnh long ngâm vung Cang tìm theo tiếng nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy gì? Cự Long. Trong truyền thuyết Cự Long, Cơ Mơ Nờ vẫn là hai đầu. Hiện tại có tư cách rồi sao? Tô giả thanh âm khinh phiêu phiêu truyền đến. Vung trang nuốt xuống một bún nước miếng, một ít không thể tin tưởng. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể cùng cự long ký kết khế ước, đây là giả, nhất định là giả. Nói đùa, cự long nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, tô già chỉ là cái phổ thông nhân loại, dựa vào cái gì cùng loại cấp bậc này tồn tại liên hệ với nhau. Có thể tô già một khắc kế tiếp động tác, lại cho vung can hai cái miệng rộng ba tử. Chỉ thấy tô già hướng phía bầu trời thổi một tiếng huyết sáo. Sau đó, hai cái cự long liền từ không trung rất nhanh hạ xuống, đứng ở tô già trước người. Vung can hết chỗ nói rồi, tâm lý trực đã cổ. Không chỉ là hắn, liền phía sau hắn do riết, cùng với mang tới hết thảy ải nhân sắc mặt đều có chút không phải tự nhiên có thể thao túng cự lông nhân loại không phải tốt trêu chọc a à? thủ lĩnh làm sao bây giờ do riết kéo kéo vung can chiến giáp hạ thấp giọng hỏi vung can quét mắt chung quanh kịch độc tri chu lại nhìn một chút phía trước hai đầu cự lông siết chặt nắm tay hai đầu cự lông ba mươi đầu đao phong tri chu còn có mười lăm con bán nhân mã cái này phiền phức lớn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Do riết hỏi, một ít không nắm chắc được chủ ý. Vung Trang liền nghiêm mặt, đang suy tính nên làm cái gì bây giờ lúc. Phía trước tô dạ, cũng là trước giờ lên tiếng. Đối diện, cân nhắc kỹ không có, muốn đánh liền động tác nhanh lên một chút, không đánh liền cút nhanh lên. Lời này vừa ra, trong nháy mắt chọc tổ ông vào vẻ. Vung Trang nhất thời giận dữ, dựng râu trừng mắt cầm tức nhìn tô dạ. Ghê tẩm nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, không phải là có hai cái cự lông sao? Còn chưa tới có thể đem ta vung can bức lui tình trạng, bắn. Dứt lời, vung can một bả trúc ra đeo ở hông súng kíp, nhắm vào tô dạ liền nổ súng. Ải nhân tính khí phổ biến táo bạo, những lời này có thể không phải chỉ là nói suông. Đương nhiên, bọn họ rõ rệt hơn đặc tính vẫn là tham. Làm tô già sau lưng nhưng là một cái tử sắc bí cảnh, vung can làm sao có thể dễ dàng buông tha. Mặc dù đối phương có cự lông, thì như thế nào? Vung can vẫn thật là không tin, phía sau mình hơn 100 hạng nặng võ trang ải nhân chiến sĩ, còn đánh không lại hai cái cự lông. Theo vung can ra lệnh một tiếng, các ải nhân trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Một bộ phận ải nhân lấy súng mang theo người súng kiếp, nhắm ngay bốn phía đao phong tri chu bắt đầu nổ súng. Tô già thấy vậy, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, vung tay lên, hạ lệnh phản công. Ải nhân là ít có cao trí tuệ binh chủng, cũng chính là hình người binh chủng, cùng tinh linh cung thủ giống nhau. Bọn người kia ở chế tạo vũ khí phương diện tạo nghệ hết sức giỏi, phát minh không ít độc chút với ải nhân chủng tộc vũ khí. Tỷ như hỏa thương, nhét vào hỏa dược tiến hành bắn giảng dị súng ống, tuy là đơn sơ, nhưng uy lực cũng là cực đại. Một thương đi qua, lực phòng ngự không cao binh chủng trực tiếp phải bị tạc ra một hố to. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.